Vâng ạ, một đôi loa mà ngày hôm nay muốn giới thiệu tất cả anh em, một đôi loa bass 40 ba đường tiếng rất là độc dị lạ các bác nhá. Rất là độc dị lạ. Một đôi loa đến từ Mỹ các bác nhá. Thương hiệu là Commodity. Commodity. Đấy, một đôi loa đến từ Commodity. Có bass 40 một chung 16 và chép kèn. Đấy. Dòng XLT này là dòng rất là khủng các bác nhá. Và các bác đi qua kênh thì bác nào có nhu cầu mua loa, các bác gọi trực tiếp giúp em ở cơ sở 2. Đấy, và anh em xem kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Một đôi loa rất đặc biệt các bác nhá. Một đôi loa rất đặc biệt. Cũng thực sự là đầu tiên gặp. Đấy, là đầu tiên gặp. Đấy, những dòng khác của Commodity thì em làm rất nhiều, nhưng mà lần này thì lại gặp đôi XLT 46 này. Câu hình rất là khủng các bác nhá. Câu hình rất là khủng. Đó. Của một 340 này. Đấy, một con chung 16 và một con chép kèn cool 44 các bác nhá. Đấy, dòng cool 44 của dòng Commodity nó rất là khủng luôn. Thường thường nó chỉ dòng, nó dòng những dòng chép nhỏ hơn như là cool 350 hoặc 250 thôi. Nhưng là này gặp cool 44 rất là khủng luôn. Đấy, dòng Commodity nó không sử dụng cool to. Đấy, nó chép cool to, nhưng là đôi XLT này thì cool nó quá khủng luôn. Đấy, các bác nhá. Thực ra thì siêu tầm được nên giá tốt thì cũng để cho anh em giá tốt thôi. Các bác nhá. Đấy, đôi XLT này có tên là Commodity XLT 46E. Một bass 40, một chung 16 và một chép kèn. Và giá nó đây ạ. Giá ở đây các bác nhá. Vâng. Đây ạ. Loa thì về còn nguyên CG màng các bác nhá. Và các bác nhìn cái màng của nó rất đặc biệt, các bác nhìn này, màng của nó hơi nâu nâu xám xám, rất giống màu màng của JB. Đấy. Rất là giống màng của JB 4 số các bác nhá. Và đây. Khi mà em lật cho bác xem đây. Đấy. Các bác nhìn chưa? Cồn kiếc màng với cồn zin nguyên các bác nhá. Đây. Và được lại cho các bác xem luôn. Tất cả màu màng của nó, màng nó nâu nâu giống y như màng JB. Đấy, các bạn nhìn này, rốn giếc còn nguyên này. Đấy, rốn giếc còn nguyên, rốn xịn là rốn gì nữa này, các bạn nhìn nhá. Đấy, các bạn nhá, cái này là những cái vết nấm vết ố các bạn nhá, chứ không phải là nhá. Tất cả các bác nhìn keo cái còn zin nguyên này, các bạn nhá, keo còn zin nguyên đó. Và con này thì nó thực sự là, đây các bạn nhìn từ cái phần tần của nó, cái phần tần của nó làm rất là đẳng cấp luôn, các bạn nhá. Các cái cuộn cảm trước đều được bọc được rất kỹ càng, không nha, có bóng xả, bóng xước đàng hoàng, không thiếu gì luôn. Đấy, bóng xả, đấy, công tắc, đấy, công tắc công thức đầy đủ hết các bác nhá. Bóng xả này, đấy, rắc rước được cắm rất là chuyên nghiệp luôn. Đấy, vào đây, đây đằng sau của cái đũa đây, các bác nhìn chưa, nó khủng như mức độ như này, đấy, nó khủng luôn. Đấy, các bác nhìn chưa, này, chung 16 này, chép kèn này. Đấy, các bác nhìn chắc chưa? Đấy. Rất là đẹp. Và khi mà các bác lật nó lại thì nó có một cái cấu hình thực sự là rất ấn tượng cho tất cả anh em luôn. Đây. Các bác nhìn. Đấy. Các bác nhìn chưa? Một cái đôi loa nó quá đặc biệt. Các bác nhìn chưa? Một 340, một chung 16 các bác nhá. Và chép kèn nó làm rất là chuẩn chỉ. Rất là đẹp, thùng gỗ các bác nhá. Đấy, thùng gỗ. Đời này thì nó có cả dòng giấy lỉ các bác nhá. Dòng Commodity nó hay làm cả giấy lỉ vài lỉ, nhưng mà dòng này thì nó lại là sơn sần. Đấy. Chất tây các bác nhá. Đấy. Và thông số cơ bản như sau. Cao của nó là 85 cm các bác nhá. Chiều cao từ dưới lên mặt đất lên là 85 cm. Ngang là 50, sâu là 45 các bác nhá. Đấy, cao 85, ngang 50, sâu 45. Đấy. Và các bác nhìn đi ạ, một cái đôi loa nó thiết kế rất là chuyên nghiệp. Đấy. Commodity. Đấy. USA. Đấy. Được chưa? 1340, 1/16, 1 chiếc kèn. Loa thì em bao cho anh em là báo xịn các bác nhá. Báo xịn được bao rồi. Đấy. Và thùng cách sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Đấy. Và đôi này thì em đang bán cho các bác giá là 13 triệu một đôi này. Như các cái dòng các công suất có thể là không chưa chắc bằng những dòng XLT này, người ta đã bán cao hơn bên em rất nhiều. Đấy, đồ loa sưu tầm để cho anh em ra rất là êm ái. Đồ này vừa nghe nhạc được mà vừa hát được ok. Các bác nghe đi ạ. Những cái loa Mỹ các bác nghe cái tiếng âm thanh của nó chép và chung nó rất là ngọt ngào, rất là êm. Mùi nó nghe nó rất là dễ chịu, không bao giờ bị chói tai, không bao giờ bị ngắt. Không bao giờ bị chói tai, nghe rất là êm ái, đủ len ken len cách ba giải lên cho anh em luôn. Đấy, hát được,
nghe được đúng nhá. Đấy. Rất là chất cho anh em luôn. Đấy. Và rất nhiều anh em muốn biết đằng sau nó là thông số là như thế nào thì em sẽ rút ra và em cho anh em xem tất cả cái thông số của nó luôn. Đây thùng của nó đây ạ. Đây ạ. Các bạn nhìn kỹ ạ. Loa Commodity XLT46E. Đấy. Công suất thật của nó là 200W RMS. Công suất mắc là 500W các bạn nhá. Đấy. Nó có đây, nó có cái nút gạt chỉnh chép và gọi là tăng âm sắc giải. Tăng âm sắc giải có đầy đủ này. Đấy. Và đằng sau có đầy đủ các thông tin là Commodity Line sâu in sâu đấy, USA này. Đấy. Tất cả USA này các bạn nhìn chưa? Đấy, tất cả mọi thứ em đều cho các bác xem cụ thể luôn. Đấy. Thùng thì nói chung là đẹp luôn, không phải suy nghĩ một cái gì các bác nhá. Thùng thì em bao cho anh em là không vỡ lát gì cả. Tất cả mọi thứ nguyên chất về nhưng mà còn rất là đẹp. Đấy, thùng quá đẹp. Được chưa? Và đôi này em đang bán cho anh em giá là 13 triệu một đôi, giá tại cửa hàng các bác nhá. Thì bác nào có nhu cầu mua thì cứ em câu các bác nhá. Một bát 40, một chung 16 và một chiếc kèn. Đấy, có tên là Commodity XLT46E. Đấy, giá 13 triệu một đôi các bác nhá. Duy nhất có đúng một đôi thôi. Các bác mua đôi nước cũng không có đâu ạ. Đấy các bác nhá. Đấy, nhưng nào có nhu cầu xem tiếp những video thì có thể để ý những video em sẽ lên ở những cái video tiếp theo các bác nhá.